Hello, Miss Trinh. Okay, good evening. How do you feel today, Linh? How do you feel? Today I have a problem with my laptop. I feel okay. Yes. So you wait me 30 minutes, right? 30 minutes. Because my laptop has problem. It's not good. Okay. Now, so what did we learn in the last time? What did we learn? We learned about family member. Yeah. Have you finished the homework recording? Yes. Yes. Did you send it to me? Did you send it to me? No. Not yet. So can you send it to me again? We will check together. Em tưởng đọc chứ không phải là viết à? Yes, we speak. Yes. Tức là Linh sẽ phải record, Linh sẽ phải ghi âm cái phần đọc đấy và gửi cho cô để cô đánh giá. Xem nhỉ? Mình chưa ghi âm à? Okay. Now, if you haven't finished the homework, so today you're gonna finish it. But I would like to ask you to tell your ideas. Now, can you show your speaking? Okay, now, can you describe your family member? My family has four people, my parents, me, and my younger sister. My father is 40 years old. She works at a company. My mother is 35 years old. She is a teacher and she works in a school near my house. I and my sister study in a secondary school. In weekend, my family go to park or have dinner out together and have a happy time. What else? That's all. Khi chúng ta hết rồi, chúng ta nói từ gì nhỉ? That's all. Okay. Now, so Linh, I would like to give you some comment, some feedback about your speaking. Now, first of all, do you see linking words? I touch you. Linking words. For example, firstly, secondly, right? Moreover, furthermore. Chúng ta có những cái từ nối đúng không? Từ nối như thế nào nhỉ? Nào, khi chúng ta nói về gia đình thì chúng ta sẽ nói là họ là ai? Who are they? What do they do? Họ làm gì? Đúng không? Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ vựng của cô. Nào,
Okay, now, how many new words did you study? How many new words? There are five new words. Okay, five, right? So why don't you use integral? Integral là một cái phần không thể thiếu, đúng không? Nào, ví dụ như cái câu gốc của chúng ta ấy, cái câu ở trong bài mẫu ấy. Nào, nó có cái câu đấy là family is an integral part of all of us, đúng không? Integral, đúng không? Phần quan trọng, phần không thể thiếu, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta nên sử dụng cái từ đấy này. Tiếp theo này, từ gì nữa? Những cái gắn kết về mặt cảm xúc thì chúng ta có từ emotional attached. Emotional attached, right? Chúng ta có từ này này, đúng không? Đấy, nên chúng ta sẽ chọn lựa. Cô không bắt là phải dùng hết tất cả từ vựng. Thế nhưng mà những cái từ vựng mà chúng ta học thì chúng ta phải đưa vào trong bài, right? Ok, đấy là về cái phần mà cô nhận xét. Còn về ưu điểm thì đã biết sử dụng các dấu từ đi với động từ, ví dụ như là work at hay là work in. Và có một cái cụm nữa, đó là have a good time. Nào, nếu như chúng ta nhìn, rồi Linh hãy đẩy cho cô nào. Have a good time, have a happy time. Linh có nói là have a happy time, đúng không? Thì chúng ta sẽ thay đó là, có thể thay bằng have a good time, đấy. Hoặc là have a good time. Đó, thì chúng ta có ba cách dùng này, đều mang nghĩa là có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Đều mang nghĩa là có khoảng thời gian vui vẻ. Have a whale of time, have a whale of a good time. Đây là một tục ngữ, một idiom. Chúng ta trong tiếng Anh chúng ta đã biết idiom chưa? Idiom. Idiom. Ừ. Đấy, idiom tục ngữ. À. Chưa. Ừ, em chưa. Thì, à, tục ngữ cũng giống như là ở Việt Nam chúng ta cũng có những tục ngữ, thì ở nước ngoài họ cũng có tục ngữ, ca dao tục ngữ đấy. Nhưng mà cái thằng này chính là một cái cách nói tục ngữ. Have a will of a good time. Tất cả đều là có khoảng thời gian vui vẻ. Thời gian vui vẻ. Được chưa? Ok. Alright. Ok. Did you write down? Did you write down? Yes. Yes. Okay. Now, so after writing, you have to remember. Now, try to remember. Learn by heart. Now, learn by heart. Now, okay. Repeat after me. Have a happy time. A happy time. Have a good time. Have a good time. Have a will of a good time. Have a way of a good time. Okay, now, can you give me an example of have a will of a good time? Give me one example. We have a good time together. Example for have a will of a good time. Example. Now, can you give me a sentence? Make a sentence. For example, She has a good time with her friends. Oh, with her friends. Okay, good job. Okay, now, back to your speaking. Back to your speaking. Now, try to use have a will of a good time. Try to use integral, integral,
integral, integral part, and try to use emotionally attach. Okay, now. Và hãy sử dụng các từ vựng này để nối thành các câu khác nhau với cô, nối thành các câu thành một cái đoạn ngắn trong phần speaking của mình xem. Now, for example, a family, my family has four people. They are my parents, my mom, me, and my sister. We usually have a well of a good time because family is an integral part of Earth, right? And we have emotional attacks, right? Chúng ta hãy nhìn vào những cái ví dụ này để tạo câu. Nếu như chúng ta không thể nhớ được, chúng ta không biết tạo câu, thì chúng ta sẽ nhớ những cái câu của họ, đấy là every member of the family emotionally attached to each other in their happiness and sadness. Nếu như chúng ta không nhớ được cái phần từ, chúng ta không biết tạo câu ấy, thì chúng ta phải như nào nhỉ? Chúng ta sẽ phải nhớ cái câu, cả cái câu. Ví dụ nhé, Linh có nhìn thấy cái câu của cô đây. Nào, bây giờ Linh nhìn cho cô này. Nào, bây giờ hãy cố gắng sử dụng các từ vựng mà cô cho nhé. Nào, bây giờ mình hãy cố gắng sử dụng các phần từ vựng cô cho để tạo thành câu cho này. Đầu tiên, đấy là từ gì? Have a will of a good time. Đúng không? Từ đầu tiên, have a will of a good time. Now, ok, nào, lấy cho cô tiếp ví dụ của phần have a will of a good time. For example, now can you give me one example? Lấy cho cô ví dụ cái câu have a way of a good time. Cô ơi. Ơi. Cô lúc nãy em đọc có được không cô? Cô chưa nghe thấy, em đọc lại đi. She has a way of a good time with her friend ấy à? Ừ, câu khác, cô bảo lấy câu khác. Nào. I have a way of a good time with my family. Ừ, ok, được. Ok, good job. Lấy cho cô với câu, với chữ này xem nào. Emotionally attached. Nếu như chúng ta chưa lấy được ví dụ thì chúng ta phải nhớ cả cái câu mẫu này. Linh hiểu ý cô không? Bởi vì câu mẫu này là rất hay rồi, nên chúng ta sẽ cố gắng nhớ cái câu mẫu. Nào, can you help me to read these sentences and then translate it into Vietnamese? Every member of the family emotionally attached to each other in their happiness and sadness. Okay, translate, please. Tất cả các thành viên trong gia đình
đều trói buộc cảm xúc, thường chia sẻ cảm xúc cho nhau về điều gì làm họ vui hoặc họ làm họ buồn. À rồi, chúng ta hãy thay vì chúng ta nói là trói buộc thì chúng ta hãy nói là gắn kết nhá. Đấy, mỗi một thành viên trong một gia đình thì gắn kết cảm xúc lẫn nhau trong cái từng niềm vui của họ và nỗi buồn của họ. Được chưa? Trong niềm vui và nỗi buồn của họ, tức là họ là gắn kết. Được chưa? Gia đình là để gắn kết mà. Đấy, đó nghĩa là gắn kết, được chưa? Cảm xúc, gắn kết cảm xúc. Vậy cái cụm đấy là gắn kết cảm xúc. Nếu như chúng ta có thể dịch cái từ đấy chắc là trói buộc, nhưng mà nó nghe sẽ rất là không mượt, nó không đúng nghĩa. Rồi, trói buộc chúng ta hãy dùng là gắn kết. Được chưa? Ok, nào next. Cái việc đầu tiên mà chúng ta có thể làm được tốt đấy là hãy về nhà. Đó, ghi cho cô này. Đầu tiên là ghi thứ ngày tháng đó. What is the date today? Today is on Tuesday. The fall of May 2021. Okay. And also, can you open your camera? Cô không thấy camera của em à? Nó tối đen một màu luôn. Cô không nhìn thấy gì luôn. Cái camera của Linh vẫn hỏng đúng không? Vâng. Bởi vì là không biết là cần phải chỉnh âm, nhưng mà cô không nhìn thấy khóe miệng nên là cô không chỉnh được âm. Rồi, nào, tiếp. Nào, bây giờ ghi cho cô những việc cần làm này. Những việc cần làm đầu tiên đó là hãy liệt kê. Đầu tiên hãy liệt kê cho cô các từ nối là. Chúng ta đã học những từ nối gì nhỉ? Ngoài firstly, secondly, first, gì nhỉ? Integral, consider. Consider, no, từ nối cơ mà. Từ nối cho giữa hai câu ấy. Từ nối giữa hai câu mà chúng ta đã học chưa nhỉ? Ví dụ từ more over, hơn nữa. Đúng không? Từ more over. Hay là từ secondly. Secondly. Rồi. Firstly. Đúng rồi. Firstly. Finally. Đúng rồi, chính xác. Đấy là những từ nối đấy. Đấy, vậy thì hãy ghi cho cô các từ nối đi. Như vậy chúng ta sẽ cố gắng dùng được. I'm done. Okay. I'm done. Okay. Now, so bây giờ chúng ta, bây giờ Linh sẽ lấy cho cô một cái đoạn chứa ba từ firstly, secondly và từ finally thế nào? Firstly, clean the house. Secondly, cook dinner. Finally, do your homework. Ok. Rồi, chúng ta không từ nói từ là cook a dinner, mà chúng ta nói là have a dinner. Được chưa? Trong tiếng Anh chúng ta không có là cook a dinner, mà là chỉ nói là cook dinner. Ừ. Em không nói là cook a dinner. Không, chúng ta không có từ cook a dinner. Chúng ta chỉ có từ have a dinner thôi. Từ cook ở đây có nghĩa là nấu, và từ have a dinner ở đây có nghĩa là ăn tối. Được chưa? Nên chúng ta không được nói là cook a dinner. Chúng ta chỉ nói là have a dinner, have a breakfast, have a lunch. Đấy, có nghĩa là có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Đấy chưa? Do homework, được. Do homework, thì cái đấy được. Rồi, liệt kê các việc. Rồi, ok. Xong. Ok, now next.
Okay, now, so, okay, now can you write out the title, family member, W2, part two, family member. Today we learn, we continue this topic, family member. Okay, write out the title, family member, two. Family member. Đây là phần 2, part 2. Part 2. Yeah. Okay, now, so what do you see? What can you see this screen? When you look at the screen, what can you see? I can see mother, mother and father usually use drink and hết rồi ạ. Now we can see that mother and father, what do they do? Okay, what are the difference between them? Now, okay, for mother, what does she use? Now, what does she use? What does she use? She dress up and wears her hair, put down, right? And about father, he smokes, right? See, he smokes cigarette and drink tea or coffee, right? Drink tea or coffee. But mother, you know, hứng thú. Now, chúng ta hãy tạo cái outline, chúng ta hãy phác thảo cái nội dung giữa điểm khác biệt giữa bố và mẹ nè. Đầu tiên là nói tiếng Việt trước nè. Bên này là mẹ đi, còn cột bên này là bố. Nào, bố thì làm gì và mẹ thường làm gì? Mẹ thường hay đi shopping. Ừ, đúng rồi. Đi shopping chúng ta có cụm gì? What's your phrase? Go shopping. Go shopping, it is. Something else? What else? Có phải là thường chăm sóc da này, chăm sóc cơ thể này, rất là chăm đúng không? Rồi. Take care of, look after. Their body. Their what? Body. Cô bảo cơ thể. À, ok, their body, ok. Good. Ok, their body. What else? Something else? Ok, what about father? Father, what does he do? Drink coffee. Ah,
smoke. Cigarette. Yeah. What else? Ah, this can be drink coffee or tea, right? Tea. Okay, tea or coffee. Oh my God. Okay. Now, so can you make sentences with mother? Mother, my mother. Sometimes goes shopping. Right, mother sometimes goes shopping. And takes care of her body. Okay. Now, next. Now, can you tell me some activities that your family like to do together? What do you do together? I and my family like watching TV together. Okay. Và chúng tôi có kết quả. Và, nào, bình tĩnh. Cố gắng sử dụng các cụm từ của cô nào. Tôi và gia đình của tôi thì thường thích gia đình của tôi thích xem TV cùng nhau và chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chúng ta hãy nói như vậy để chúng ta sử dụng được các cụm từ mới nào. Now, my family likes watching TV together and we have a whale of a good time. My family like watching together and we have a wake up a good time. Good job. Nó là a whale nhé, không phải unwell. A whale. Okay, what else do you do together? Besides watching TV, what do you do? We often play badminton together too. You often play badminton with your family. Okay, now so okay, now can you look at the picture and what can you see from this picture? What do you see? It is a mom. It is a mother. Do you see it is a mother? Mother, what is she thinking about? She is thinking about read books. Reading book. Now. Okay. But she does by herself or she does with somebody? Cô ơi, em nói hộp mà cô. Okay. Go on. Continue. Cleaning the house with her children. With her kids. What else? And she thinks about playing with her children too. Okay. Okay, good job.
Now, so those are activities that you can, that they can do together, right? Now, so what about people? What about family member appearance? Now, what do they look like? Your mother, what does she look like? My mother is tall and thin. Now, okay, we have adjective tall and thin. Okay, thin. But chúng ta hãy dùng những cái tính từ chỉ sự chăm chỉ nào. Ví dụ như chăm chỉ trong tiếng Anh thì chúng ta có cái từ gì? Hardworking. Hardworking. Thế còn bố cũng hardworking mà mẹ cũng hardworking thì chúng ta sẽ nói như nào? My mother is hardworking and my father is too. Is hardworking too, đúng không? So who do you love most? Who are you close the most? Your mom or your dad? I'm close my mother most. Okay, you are close the mother most. Okay. Now, can you tell me the most unforgettable memory between you and your mom? The best memory. Unforgettable. Now, do you understand unforgettable? Unforgettable. Yeah. We cannot forget, right? Now, so can you tell me a memory that you cannot forget with your mom? My mother is really angry with me when I do something bad to do something bad. For example, I don't do my homework and they hurt me. Okay, I got that. Now, so it is unforgettable memory. Now, try to tell me your holiday. Why don't you tell me your holiday? You and your mother, where did you go? Where did you visit? Where did you travel with your mother? So why don't you tell me a good memory instead of a bad memory? A good memory, that means you go to somewhere with your mother. We can talk about holiday, right? Why don't you talk about your holiday with your mother and then tell me a memory in that holiday? Now, holiday, what did you do? And my mother and I go outside to eat ice cream with some with my mother's friend. With her friends, not mother's friend, with her friends.
with her friends. Okay, now, can you tell it again? Can you say it again? My mother and I eat, go outside to eat ice cream with her friends. Nào, chúng ta hãy để ý nhé. Chúng ta hãy để ý này, cái cụm mà go outside to eat, chúng ta có thể sử dụng bằng từ eat out, có nghĩa là ăn ở ngoài. Ăn ở ngoài. À, ví dụ, for example, we eat out together and our favorite sweet is ice cream. À, cô sẽ viết một câu nhé. We eat out. Chúng tôi ăn ở ngoài cùng nhau. Together. And we like ice cream. Đúng không? Thì đây là một cái câu mà chúng ta sẽ nói được dài hơn, mà lại còn hay hơn nữa. We eat out together and we like ice cream. Được chưa? Vậy thì chúng ta nói như thế nào? Và Linh sẽ nói lại nè. Ok, now can you say, ok, tell me the most unforgettable memory in your holiday with your mom? Now, can you tell me? My mother. My mother and I eat out together and we like ice cream. Đúng rồi, được chưa? Vậy đây là cái cách mà chúng ta có thể mở rộng câu. Cái từ go outside to eat bằng với từ eat out. Ok, Linh ghi đi. Go outside to eat. To eat chính là bằng cái từ eat out. Đó, ăn ở ngoài. Đi ăn ngoài. Đi ăn ở ngoài đi. Như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Đi ăn ở ngoài. Đó. Đi ăn ở ngoài. Đi ăn ở ngoài. Đi ăn ở ngoài. I'm done. Okay, now. So. Okay, now. If you don't talk about your mother, can you talk about your father? Can you tell me the most unforgettable memory between you and your dad? My father used the tool to you to go to the park with me at the weekend. Right. What did you eat together? No, we don't eat. Ah, you didn't eat. Okay, you didn't eat. Okay. So did you take any photo? Did you take some photos or not? You didn't. Ah, okay, you didn't take any photos. Now, so today I taught you some phrases and linking words. Now, chúng ta hôm nay chúng ta
Sẽ về nhà phải nói lại cái phần bài nói về gia đình, và hãy cố gắng sử dụng những từ khóa cũng như là những cái cụm từ hôm nay cô cho. Now, how many phrases we learned today? Now, I taught you have a way of good time, eat out together, have a way of a good time, eat out together, right? Right? Hai cụm mà chúng ta có thể nói được trong bất cứ bài nào nói về family. Được chưa? Chúng ta có thể sử dụng Google dịch, bởi vì chúng ta cần phải nghĩ ý tưởng nào. Có một phần nhá, một phần bài tập ở nhà như sau. Ngoài việc nào Linh, có thể nào Linh ơi, ngoài việc mà oh my god, ngoài việc mà chúng ta sẽ phải về nhà ghi âm lại, thì Linh hãy giúp cô là dịch cái bài này sang tiếng Việt nhỉ, cái đoạn này sang tiếng Việt nhỉ. Được chưa? Đầu tiên đó là phải dịch cái bài này ra tiếng Việt để chúng ta lấy được ý tưởng đã. Ok. Ok. You borrow ideas from this sample. You borrow ideas, phải mượn ý tưởng của họ. Được chưa? Translate this paragraph into Vietnamese. Dịch ra tiếng Việt. And then you record your speaking. Record your speaking. Okay? You understand me? Do you understand? Yes. Yes? Okay. Yes. Now, so what are your homework, Linh? Record my speaking about family member and endless this harsh into Vietnamese. Đúng rồi. Đầu tiên là phải dịch trước, sau rồi mới record để chúng ta có ý tưởng nhé. Trước khi nói là chúng ta đã phải có ý tưởng rồi. Được chưa? Hôm sau gửi bài nói cho cô nhé. Chứ hôm nay là chưa gửi bài nói cho cô đâu. Được chưa? Trừ khi chúng ta gửi bài nói xong rồi, cô chữa xong rồi thì chúng ta có thể học bài khác. Nếu không là chúng ta vẫn chưa thể qua được bài. Được chưa nhỉ? Vâng. Yeah. Okay, now. So, did you write out all the new words? Did you write out? Yes. Yes, okay. What is your favorite word today? My favorite word is firstly. Firstly. Okay, chúng ta có các từ nối. Firstly, secondly, finally, đúng không? Cái này chúng ta học rồi đúng không? Okay. Vâng. Yeah, okay. So, it's time to say goodbye and see you next time. Good night. Bye bye, Linh.